Hi, xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã đến với kênh Crypto Airdrop, kênh chuyên làm những sự kiện Airdrop Mining từ những dự án trên thị trường Crypto. Và nếu bạn nào chưa đăng ký kênh, hãy bấm chuột đăng ký để cập nhật những video mới nhất mà mình chia sẻ trong kênh. Trong video hôm nay, mình xin hướng dẫn mọi người tham gia sự kiện Airdrop từ dự án Soxio Iceland. Và đây là một sự kiện Airdrop Rail 2 từ dự án này. Và nếu bạn nào theo dõi kênh mình thì đã từng chia sẻ Airdrop Rail 1 của dự án vì Rail 1 để phân phối token về ví của mọi người. Về tham gia vào sự kiện Airdrop Rail 2 của dự án Soxio Iceland, mọi người sẽ ăn chia 200.000 token Soxio. Về sự kiện Airdrop này là một sự kiện random 500 suất may mắn. Về sự kiện sẽ kết thúc vào ngày 4 tháng 12. Và để tham gia vào sự kiện Airdrop Rail 2 từ dự án này, mọi người click vào link mình để phía dưới phần mô tả video. Rồi sau đó mọi người tiến hành làm nhiệm vụ các trang mạng xã hội mà dự án yêu cầu. Đầu tiên mọi người tiến hành nhập địa chỉ ví ở Bep20 của mình. Rồi mọi người tiến hành nhập địa chỉ ví của mình. Đầu tiên mọi người tiến hành nhập hạ về tên của mình. Lưu ý rằng mọi người phải nhập tên của mình chung với tên mà mình để đăng nhập tài khoản SwissGuess. Rồi, mọi người để kiểm tra lại, mọi người nhập tên này cùng cho mình. Lưu ý rằng ạ. Rồi, sau đó mọi người nhập địa chỉ email. Sau đó mọi người tiến hành nhập địa chỉ với ý mẹ Binance Smart Chain. Rồi, tiếp theo, mọi người tiến hành tham gia cộng đồng của dự án này trên Telegram. Và nếu bạn nào để tham gia sự kiện Airdrop Rail 1 của dự án này thì mình để tham gia hết các nhiệm vụ của dự án. Rồi mọi người follow dự án trên Twitter. Rồi mọi người tiến hành retweet bài post của dự án này về sự kiện Airdrop Rail 2. Rồi mọi người tiến hành tìm kiếm bài post với sự kiện Rail 2, mọi người like và retweet lại. Tiếp theo mọi người tiến hành tham gia cộng đồng của dự án trên Discord. Rồi mọi người đợi tí ạ, để mình thoát bớt nhóm Discord mình ra. Rồi mọi người chấp nhận là mời. Rồi tiếp theo mọi người tiến hành follow dự án trên Medium. Rồi mọi người phải mở phần mềm phát API để hỗ trợ mình truy cập website Medium. Rồi mọi người follow. Tiếp theo mọi người kéo xuống tìm kiếm một bài post của dự án này. Bài post này. Rồi mọi người tiến hành vỗ tay giùm mình. Sau đó mọi người tiến hành comment. Rồi mọi người quay trở lại form. Lưu ý rằng mọi người nhớ tắt IP lại giùm mình. Tiếp theo mọi người follow dự án trên Reddit. Rồi mọi người tiến hành follow. Rồi truy cập website của dự án này. Rồi để nhận thêm phần thưởng từ sự kiện này, mọi người có thể copy link mình mời bạn bè hoặc người thân của mình tham gia sự kiện để nhận thêm phần thưởng.
Video của mình đến đây là kết thúc. Hẹn gặp mọi người ở những video tiếp theo.